Điều ta sẽ thử làm trong video này là tính phần tổng ở đây. Cũng là tính xem chuỗi này sẽ là gì. Âm 2 phần n cộng 1 nhân n cộng 2 bắt đầu tại 2 kéo dài đến vô cực. Nếu ta muốn biết nó sẽ ra gì và nó bắt đầu từ n bằng 2. Vậy khi n bằng 2 phần này sẽ bằng âm 2 phần 2 cộng 1 bằng 3 nhân 2 cộng 2 bằng 4. Rồi khi n bằng 3 phần này là âm 2 phần 3 cộng 1 bằng 4 nhân 3 cộng 2 bằng 5 Và nó tiếp tục như thế âm 2 phần 5 x 6 Và cứ tiếp tục mãi mãi Rõ ràng là các kết quả tiếp sau đó sẽ càng ngày càng nhỏ Nó nhỏ dần nhanh một cách đáng kể Vậy cũng hợp lý để giả sử là dù bạn có vô số số hạng ở đây nhưng kết quả là một giá trị xác định nhưng nó không quá rõ ràng, ít nhất là ngay lúc này là tổng này sẽ có kết quả là gì hoặc làm sao để tìm được kết quả đó điều mình muốn bạn làm là dừng video này lại và mình sẽ cho bạn một gợi ý để suy nghĩ về bài này hãy thử nhớ lại về phép khai triển phân thức đơn giản hoặc phép phân tích phân thức đơn giản để biến đổi biểu thức này thành tổng của hai phân số và phần tổng ở đây sẽ phần nào dễ hiểu hơn mình sẽ cho là bạn đã thử rồi nhé hãy thử biến đổi nó nào và xem thử liệu nó có thể viết thành tổng hai phân số không. Vậy đây là âm 2 và mình sẽ dùng hai màu khác nhé. n cộng 1 nhân n cộng 2 nhân n cộng 2 và nhớ lại trong phép khai triển phân thức đơn giản ta có thể viết phần này thành tổng của hai phân số dưới dạng a phần n cộng 1 cộng b cộng b phần n cộng 2 và tại sao điều này hợp lý? Vì nếu bạn cộng hai phân số, bạn phải tìm được mẫu số chung chính là tích của hai mẫu số. Đây rõ ràng là tích của hai mẫu số ở đây. Và ta học được ở phép khai triển phân thức đơn giản là dù trên này là gì, đặc biệt là khi bậc ở đây thấp hơn bậc ở dưới đây. Dù trên đây là gì cũng sẽ thấp hơn một bậc so với ở đây. Vậy đây sẽ là bậc 1 đối với n và trên này sẽ là những hằng số. Cùng tìm a và b là gì nhé? Nếu ta làm phép cộng À trước tiên hãy viết lại hai phần này với mẫu số chung nhé. Mình viết lại A phần N cộng 1 và nhân cả tử số và mẫu số cho N cộng 2. Vậy ta nhân tử số cho N cộng 2 và mẫu số cho N cộng 2. Mình vẫn chưa thay đổi gì ở phân số đầu tiên. Làm điều tương tự với B. Làm điều tương tự với B phần N cộng 2. Nhân cả tử số và mẫu số cho N cộng 1. Vậy là n cộng 1 và n cộng 1. Ở đây mình cũng không thay đổi giá trị của phân số. Nhưng với cách này, mình đã có được mẫu số chung và mình có thể cộng rồi. Vậy n cộng 1. Vậy n cộng 1 nhân n cộng 2 sẽ là mẫu số của ta. Và tử số thì để mình nhân phân phối nhé. Nếu mình nhân phân phối A thì đây sẽ là AN cộng 2A Mình sẽ viết ra AN cộng 2A Và nhân phân phối B ra được BN cộng B BN cộng B Điều mình muốn làm tiếp theo là viết lại để N là nhân tử chung Với AN cộng BN AN cộng BN Thì mình có thể rút nhân tử chung N ra Mình sẽ viết lại ở đây là A cộng B tất cả nhân cho N hai vế ở đây đây. Và còn 2A cộng B mình sẽ viết thành cộng 2A cộng B. Và tất cả những cái đó sẽ đều chia cho N cộng 1 nhân N cộng 2. Vậy làm sao để giải A và B? Điều rõ ràng ở đây là phần này phải bằng với âm 2. Hai phần này phải bằng với nhau. Hãy nhớ là mình đang lập luận rằng hai phần này là như nhau và bằng nhau. Đó là lý do tại sao ta đang làm thế này. Vậy ta đang lập luận rằng hai phần này là như nhau. Vậy cả tử số sẽ bằng với âm 2. Vậy giải thế nào đây? Có vẻ như ta có hai ẩn ở đây. Để tìm được hai ẩn thông thường ta cần hai phương trình. Có thể thấy được ở đây ta có vế chứa n ở bên trái, còn bên này thì không. Vậy thay vì chỉ xem nó là âm -2, bạn có thể xem nó như là âm -2 cộng 0n. 0n chứ không phải on nhé. Mình sẽ viết lại 0 nhân n. Vậy khi bạn nhìn vào đây có thể thấy A cộng B là tỷ số của N và nó sẽ bằng 0. A cộng B phải bằng 0. Đây là một dạng khai triển phân thức đơn giản quan trọng đó. Chúng mình có những video khác về đề tài này để bạn tham khảo. Và phần hằng số 2A cộng B, 2A cộng B thì bằng âm 2. Chúng ta đã có được hai phương trình cho hai ẩn. Và có rất nhiều cách ta có thể dùng để giải như một cách thú vị là nhân phương trình trên cho âm 1. Vậy phần này sẽ thành âm A trừ B bằng âm 1 nhân 0 thì vẫn là 0. Và ta có thể cộng hai phần này lại. Ta sẽ còn lại là 2A trừ A là A. Cộng B trừ B thì sẽ trực tiêu cho nhau. Vậy A sẽ bằng âm 2. Và nếu A bằng âm 2, A cộng B bằng 0 thì B phải bằng 2. B phải bằng 2. Vì âm 2 cộng 2 thì bằng 0. Mình đã giải được A và mình đã thế nó vào đây. Bây giờ ta có thể viết lại phần này. Mình có thể viết nó lại là... Để mình, để mình viết nó lại là tổng xác định thay vì là tổng bất định. Ta sẽ lấy giới hạn đi đến vô cực mình sẽ viết nó như thế này. Đây sẽ vẫn là tổng bắt đầu từ n bằng 2. Nhưng thay vì vô cực, mình sẽ để n lớn. Sau đó ta có thể lấy giới hạn là n lớn tiến đến vô cực. Thay vì như trên, mình sẽ viết nó như phía dưới. A bằng âm 2. Vậy là âm 2 phần n cộng 1 và b bằng 2. Cộng b phần n cộng 2 và mình sẽ biểu đạt nó là một tổng xác định sau đó ta có thể lấy giới hạn n lớn tiến đến vô cực để xem phần này sẽ ra được gì à để mình xóa chữ b nhé b tìm được bằng 2 vậy ở đây là 2 phần n cộng 2 vậy điều này thì có ích gì làm điều tương tự như ở trên đây nhé để mình viết ra phần này sẽ bằng gì nhé khi n bằng 2 phần này sẽ là âm 2 phần 3 âm 2 phần 3 cộng cộng 2 phần 4 cộng 2 phần 4 Vậy n bằng à để mình viết ở dưới nhé vì mình sắp hết chỗ rồi Đây là trường hợp n bằng 2 Vậy khi n bằng 3 thì sao? Khi n bằng 3 phần này sẽ bằng phần này sẽ bằng với âm 2 phần 4 âm 2 phần 4 cộng 2 phần 5 cộng 2 phần 5 còn khi n bằng 4 mình nghĩ bạn bắt đầu nhận ra một dạng gì đó rồi làm tiếp nào khi n bằng 4 khi n bằng 4 thì phần này sẽ bằng âm 2 phần 5 để mình viết bằng màu xanh nhé. Âm 2 phần 5 cộng 2 phần 6 cộng 2 phần 6. Và mình có thể tiếp tục để mình kéo xuống tí. Mình có thể tiếp tục đến số hạng thứ n lớn. Có thể tiếp tục đến n lớn. Vậy cộng chấm 3 chấm cộng số hạng thứ n lớn sẽ là âm 2 âm 2 phần n lớn cộng 1 cộng 2 cộng, phần n lớn cộng 2. Mình nghĩ bạn đã thấy được dạng rồi. Chú ý xem, từ đầu khi n bằng 2 ta được 2 phần 4, nhưng khi n bằng 3 ta lại được âm 2 phần 4 và hai phần này triệt tiêu nhau. Khi n bằng 3 bạn được 2 phần 5, nó sẽ bị triệt tiêu khi với n bằng 4 bạn sẽ được âm 2 phần 5. Vậy là số hạng thứ hai hoặc phần thứ hai tính từ n bất kỳ sẽ triệt tiêu cho số hạng trước đó và điều này sẽ xảy ra cho đến khi n nhỏ bằng n lớn và phần này sẽ triệt tiêu với phần trước đó một số hạng và mình sẽ còn lại phần này và phần này để mình viết lại nhé à, để mình thêm chỗ phần này có thể được viết lại là tổng từ n nhỏ bằng 2 đến n lớn của âm 2 phần n cộng 1 cộng 2 phần n cộng 2. Vì những phần giữa đã triệt tiêu lẫn nhau, ta sẽ còn lại âm 2 phần 3 cộng 2 phần n lớn cộng 2. ta đã rút gọn được khá nhiều rồi nha và tổng ban đầu mà ta muốn tính sẽ có giới hạn là n lớn tiến đến vô cực vậy hãy lấy giới hạn n lớn tiến đến vô cực để mình viết như thế này như thế này nhé giới hạn uh, giới hạn của n lớn tiến đến vô cực sẽ bằng giới hạn của n lớn tiến đến vô cực của ta đã biết được phần này là âm 2 phần 3 âm 2 phần 3 cộng 2 phần n lớn cộng 2 khi n lớn tiến đến vô cực âm 2 phần 3 sẽ không bị ảnh hưởng phần ở đây 2 phần một số rất lớn 2 phần một số rất lớn thì sẽ bằng với 0 và ta sẽ còn lại âm 2 phần 3 và ta đã hoàn thành. Ta đã tìm được tổng của một chuỗi bất định. Vậy phần này sẽ bằng âm 2 phần 3. Dạng chuỗi thế này được gọi là chuỗi có dạng triệt tiêu. Triệt tiêu. Đây là một chuỗi có dạng triệt tiêu. Chuỗi có dạng triệt tiêu. Và chuỗi có dạng triệt tiêu là một cụm từ tổng quát. Nếu bạn muốn lấy tổng một phần, nó sẽ có dạng như thế này mỗi số hạng sẽ triệt tiêu lẫn nhau vậy kết quả cuối cùng là một số ở số hạng đầu và số hạng cuối nói sao đi nữa thì đây cũng là một bài toán hơi phức tạp nhưng lại đầy thú vị